Chào mọi người nhé. Đây là quả dưa hấu trứng Tết. Từ hôm Tết đến bây giờ là ngày 4 tháng 4 2023 dương lịch rồi, tức là gần 3 tháng từ Tết đến giờ, hoàn toàn không có một hiện tượng hư gì nhé. Giờ nói chung là mình bỏ trái này ra mình không dám ăn đâu, không có mùi gì hết mà cũng không có hiện tượng hư, chứng tỏ nó rất nhiều thuốc. Nên hôm nay là mình làm cái video này mình bỏ ra thôi, để cho mọi người nhìn kỹ này, hoàn toàn không có một vết hư hỏng gì hết. Chắc chắn quả này là rất nhiều thuốc rồi. Vậy nên thành ra là nhiều nhà mà ăn Tết thì gì ấy, người ta kinh doanh mà thực tế là người ta cho mình thuốc quá nhiều mọi người. Đây mình bóc cái này ra đi. Cái này là trưng cầu hôm Tết nhá. Nay là ngày 4 tháng 4 2023 dương lịch, tức là gần 3 tháng rồi. Khiếp không mọi người, không có một hiện vết hư gì luôn, không có một mùi gì luôn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái dưa này ra, bỏ ra vứt đi thôi chứ còn ăn thì không dám ăn đâu nhé. Ăn mà chết người, chắc chắn là đây là có nhiều thuốc rồi. Đó. Thuốc rất nhiều luôn này. Ngoài quay sát quả dưa hấu nha. Quá đẹp, không có một cái gì gọi là vết màu sắc thay đổi hay là vết thối hay vết gì hết. Không biết trong nó như thế nào thì không biết. Nhưng mà chắc chắn rằng là không dám ăn, dù cho nó đẹp cỡ nào đẹp. Ui giời ơi, tương đối đẹp nhá. Nói chung là không có một vết thối, nhưng mà dưa không được đỏ ao đâu, nhưng mà không có một vết thối nào hết. Đúng rồi, tức là không đỏ ao là do cái trái dưa giống như là mặc định là nó không đỏ thôi, chứ còn thối là không có. Này đây này, đó, không có thối gì hết đây nha, cho mọi người xem đó. Từ Tết đến giờ gần 3 tháng rồi. Không có hư gì hết, bên ngoài đến cả bên trong. Chắc quả dưa hấu này nói chung là chắc nhiều thuốc đó mọi người. Giờ mà mùi dưa hấu không ra mùi hôi mà. À, đúng rồi, xem có mùi gì không. Em thấy vẫn ra mùi dưa hấu mà. Vẫn là mùi dưa hấu nhá, hoàn toàn không có mùi thuốc gì hết ấy. Vẫn là mùi dưa hấu thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng là nó rất nhiều thuốc. Đây mọi người nhìn này, xung quanh cái rìa của nó, rìa vỏ này, không có một vết gì gọi nó hư hết, cả hai bên. Đừng đóng hát nhưng mà giờ miếng cho bạn. Giờ cái này thì vứt đi chứ còn ai ăn thì giống như đưa độc vào bản thân mình chứ đưa chất độc vào thôi. Ghê quá trái cây. Thế nào mình đợt trước mình cũng hỏi cái người ở bên trên thành phố đấy, cái ý là người ta bán trái cây đấy có thuốc không đấy. Người ta cũng bảo với mình là không có tiệm nào có thuốc hết. À không có tiệm nào không có đâu em, thuốc ít thuốc nhiều thôi. Tức là người ta bán trái cây ở chợ đấy mọi người. Cái người đấy thật lòng thì người ta cũng trả lời vậy. Mà đây là trái cây này là đặc biệt nhiều thuốc luôn này. Tại vì tính ra là từ hôm Tết đến bây giờ, trưng Tết đến bây giờ thì mấy tháng trời rồi. Khiếp quá. Tươi nguyên luôn. Đây, cắt ra phát nữa này. Đằng nào cũng cắt rồi. Đây, đẹp luôn mọi người. Đó, đẹp luôn, không có thối luôn. Đây, đẹp hết luôn nhé. Đấy, dưa hấu đấy gần 3 tháng trời để ngoài, không có để ngoài tự nhiên, không có để tủ lạnh. Đây chắc nịch luôn. Dưa hấu thế này thì không thôi chết rồi. Cái này là dưa chữa thuốc chứ không phải dưa hấu nữa. Gần 3 tháng trời mà nó như cỡ này đấy. Tất cả vỏ nhé đều lành lặn hết, không có hư, bên trong ruột cũng không hư, thì chứng tỏ đây là khá nhiều chất bảo quản luôn, ăn phải thuốc luôn đấy chứ. Cái chất bảo quản gì nữa, cái này gọi là chất bảo quản là quá mạnh luôn, coi như là thuốc độc luôn rồi. Thôi bây giờ thì cái này sẽ mang đi đổ đi thôi, đổ cho mọi người nhìn luôn nhé. Mất công mọi người này bảo mình không đổ đi để ăn hay để cho ai ăn gì, kiếm này đổ đi cho mọi người xem này. Quả này chắc phải tầm 5 kg, 4 đến 5 kg. Đây đổ đi cho mọi người nhìn thấy luôn nhé. Cái này là tổ yến nhá, không phải rác đâu nhá mọi người nhá. Đây là tổ chim yến ạ, giá trị lắm nhá. Đây là sọt rác này. Không, đổ cho thối kia. Không, đổ. À, đổ đâu? Đổ cho thùng rác được mà. Thùng rác được chứ, đổ đây thối, đây thối mất. Đó, xong nhá mọi người. Cho vào thùng rác thôi. Gần 3 tháng trời từ Tết đến bây giờ mà dưa hấu còn lành nguyên như vậy thì chứng tỏ là người bán người ta ác độc quá, tẩm nhiều hóa chất thuốc độc quá.
nên nó có thể là đến bây giờ là gần 3 tháng trời để ngoài ban thờ thông thường, tức là ngoài không khí thông thường, không phải để trong tủ lạnh nữa mọi người nhé. Đấy, nên trái cây giờ ăn khiếp quá mọi người ơi. Thôi bye mọi người, thôi nhìn khiếp quá.